nợ bạc những tiền nhưng chỉ ngon mình tiền được rồi. Bữa nay con là thà lời nướng dương dương khơi nhảy kì liệt đàn khơi nhảy thà cái nạp bạc mùi ná cầm mùi ná để thà chỉ cái nạp bạc để dương mưa tới khơi thà quạt kênh bộ ban nơi con ông rương bỏ chân nào nè nâng ấy hay đôi chân ấy dương con ông niêm dương chiều bị chiều bồi thoa mà đá hay dương chỉ nẹt sờ lạnh giật để thoa nè dương bị cha na tật thả tá dương cua ta quan tro phần nặng bạ mùi này obviously bật bật động bơi hình chân nè nâng ấy thả tá bờ sân chỉ cần nặng bạ bò dương nè cấm bò dương ban perpet nơ ampeu tang oh na ka luoch mon lom salak chnaot la nang la nang jeung suu ta khluon jeung ba san che jeung te kontro na jeung che neak kontro na ta knapak jeung nang krom bos jeung nang thoe oy akettayu bos jeung nang yomich dae men yeung ba doichne a kalai nang keu tha vie keu kroan ta che damnang dambei oy pichea porot jeung ko mien ka vinichai thoe saphak vinichai doy khluon ai na nên thà ta quạt thui cho mày mình khmắc nên ngày bà rồi cho nên sẩn đây nhau miễn thôi nơi thứ ngày thì bẩm bơ còn lon màu ní nữa cả thì ngày sau môn ngày sau môn nó cứ cứ miên mà hà pát cam muối đam miên mình nuôi rồi mờ nẹt cho ruộm nữa hơi nơi con đông núi cứ miên từng bát son từng dụ chôn nơi chớ nè tu bay chi ở nhà thò khom tụp scan tu bây chia nè anh nhà thua không tụt scat như nào cái đó đầm bay của mọi mình nuôi mà trâu rúa mới tay mình nuôi nơi tại chumu chumu và chia bờ rạc mai nơi chumu chumu mà trâu rúa mọi bạn cò cò nè clam màu tại bàn tập bóng nè clam màu đây nơi nông tiệt nè bị pru miền là rom thà clam anh nhà thua cái ọt đòi máu bị bừng lại nữa của cái tụt scat group trọ là họ đời cho nét quạt màu mà ngày muốn đầm bay chăm thư pa tạc cam đang cứ quạt đây nơi ti liên bị chia tập tài đang tài mà đó hay có hộp chọc anh đang mà khi mà đã khi bóp ôn khmai dưới nước sọc khmai mình cả swat swai hay khom rừng rồi giúp tôi thua đầm bay ấy phep trầm trớ cứ thà để mình mua nước non video có thà tôi có quạt bà sân gì mấy con nơi ta sập đang thua hai bà đại chứ bà sân gì ban chơi sập lắc ở bị phục mua cái mưa ta sọc khmai nâng là việc chân đấy định thà ấy định thà chia ấy ập chia cái chắc ấy chia bát tê bát chia thập tay yeah chia thập tay chia bát tê chia thập tay hay thôi ấy mình trầm trồ chẳng hạn kết mà thằng tuột nhóm vừa sóc chân thôi chẳng ấy thưa nó slap thưa bát đói thế chẳng sóc chân nó mà to bằng cối kê như ấy chẳng tức nhóm thưa cô mình slap mình thưa cô slap vậy thưa cô mình slap cô mình thưa slap chẳng thưa từ đấy tạm bữa tới chưa away day so pi man miền sa mình những cái ta dương anh đang chia mì riên muối đại dương cô ta riêng bị chân non không ai có mà nó ngay chân non là bớt chà dương không ai chơi chơi rõ sao mình dọa chơi to quá dương mưa chân non không ai có hòm bị chia bờ rọt dương bàn slap chớn á bạt bong chụp vật chớn á đời xa ấy đời xa hai bờ sân chơi dương cả lấy mưa từ bên nhà à phụ không ai có hòm để tôi nhá không ai nó bị chong mà nữ cha chong được cha dương sọc chơi chơi chong hay dương nơi xiêm sọc chơi chơi chong mà nữ dương là hộp hồi nhé hai ơi mà nữ pi bay quạt và bay lương pi bay quạt nữa hay là khá phụ chlo khá là lương ô đầy tiền tu nè hay đọc tiền chẳng tới dương cha cha nắng áo chơi chong vô tới hay sừng khâm tha phải chơi con sừng khâm nắng phải kì mình thừa ai dương ấy nè kì quạt chong vô tới tam pít kê vô tới sầm lam lang mình chết tay thấy miên nẹm cha cha mua chùm nuốt nữa nè để thà quạt rư mầm rá quạt rốt nè cái cháp quạt rốt rư mua cổ vai già phụ chlo vai phụ ấy nâng rốt tới con rùa ưu tiên họ đôi bon nhầm mình nè bon nhầm mình nè con nơi cá nâng cá chè lia tàu nó nhầm tôi túi nơi bảy tham ấy nè hay đò pì kê đánh cháp quạt bữa chlop nâng đánh chạm quạt chlop tui tui nè hay quá quạt rốt hay lư nơi pè nhầm từ lọp từ chụp quạt với cả thà quạt vai à chlop nâng ấy tiếng nọ quạt rốt ban ruồi khluôn từ đò phải về đò pè nhầm từ lọp từ với mình nhầm chụp quạt nó còn dễ dân đấy đôi chân đấy nơi con ông cần lại tay sát đôi quạt nữa kì chạm bán của kì sầm lát bởi rốt miên chèn là miên là cả là nhắn vào rốt từ nơi ngài chẳng bàn thà
nơi bề khá dương cua ta vì già nã thả bà bạn là tôi bây dương được ấy lẽ bong nông ca tiêm thiết sự thị bà tôi bây chỉ rằng nã dương chỉ dương thử thử giảm mất ao miền cả đỏ sài đỏ sầm tề về thí nã là mày còn mọi bạt bong nơi ở dụ chịu vận nè nam mình nhé nè ngày bữa nay dương thui rồi off đi xem mặt đẹp ពូជាខ្មែរដូចគ្នាណានឹងហើយដូច្នេះយើងគួរតែនៅក្នុងគណៈបកណាដល់គួរតែយើងយល់គ្នានិយាយគ្នាបានហើយធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌ទៅដោយយើងនិយាយណែនណាអញ្ចឹងថាសង្គមមួយដែលគ្មានយុត្តិធម៌វាមិនមែនជាសង្គមដែលសន្តិភាពទេនឹងមានការបះបោរថែបាទអញ្ចឹងថាធ្វើឲ្យវាគ្រាន់នេះពិសេសបាទហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈកម្មការជារៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏បានប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការព័ត៌មានផ្លូវការនឹងនិយាយតែលទ្ធផលសុភ័យទោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងជាផ្លូវការហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការនឹងគឺដូចដែលគណៈបកប្រជាជននៅយុបដំបងនឹងគាត់ប្រកាសអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសគណៈបកប្រជាជន68ក៏អីនៅតែដដែលបកសង្គ្រោះជាតិ55នឹងគាត់ទៅជារហូតថាអីមិនប្រកក្តីបោះឆ្នោតមិនក្តៅគឺគាត់នៅតែឈ្នះគាត់នៅបាន68ឆ្នាំហើយក៏អីគឺដូចដែលគាត់ការគាត់ចេញមកប្រកាសថ្ងៃដំបងអញ្ចឹងយុបដំបងអញ្ចឹងណាដោយថាការទៅយុបដំបងនឹងគេមិនតន់ទាំងរាប់ឆ្នោតចប់ផងគាត់ចេញមកប្រកាសគាត់ថាគណៈបកប្រជាជនបាន68ក៏អីហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបាន55ណាឥឡូវចុងក្រោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ប្រកាសដូចនេះលេខដូចនេះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចថានឹងធ្វើការតវ៉ាតទៅទៀតគឺថាធ្វើបាតកម្មលើកនេះគឺមានរយៈពេលវែងហើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី15ទៅហើយមិនដឹងជាចប់នៅពេលណាទេបើសិនជា3ថ្ងៃហ្នឹងរោគច្រកចេញអត់រួចគឺគ្មានដំណោះស្រាយនឹងបន្តតទៅទៀតណាហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺថាគាត់ផុសខ្លាំងគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងឥឡូវតាំងយើងតាំងគេនិយាយមិនផុសផលមិនបើផ្ទះគាត់មានដីគាត់មានស្អីគាត់មានយើងនៅក្នុងហ្នឹងមិនកើតមានផ្ទះគេមកឈូសចោលខ្ញុំមើលទៅគួរក៏អាណាចូលខ្ញុំឆ្ងល់អស់លោកអ្នកធំនៅស្រុកខ្មែរនេះអត់មានអារម្មណ៍អីមិនទីសោះដូចថាប្រជាជនមកដល់គ្នាយំអូផ្ទះខ្ញុំនៅណាអូគឺថាគាត់ឲ្យយើងមើលគឺគួរឲ្យសង្រេកហើយអូខេឥឡូវយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាលម្អិតថែមទៀតអំពីរឿងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមានរឿងមួយទៀតដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅរាត្រីនេះគឺរឿងនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងណាយើងបោះឆ្នោតយើងម្ដងរឿងនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងគឺរឿងតាក់ទងវត្តត្រៃរតនារាមយើងដូចប្រហែលជម្រាបសុភីណាថានៅជាន់ខាងលើហ្នឹងគឺគេធ្វើ floor ថ្មីចឹងណាក្តារថ្មីគេដាក់ក្តារណាដាក់ hardwood floor ហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកគ្រូដាក់វីដេអូនឹងបន្តិចផងអ្នកគ្រូគឺគេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើពីសប្តាហ៍ហើយហើយគេដាក់ floor ឡើងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់អូសិនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសិស្សស្ម័គ្រចិត្តហើយបើសិនជាយើងមើលទៅណាបើសិនជាយើងជួលគេគ្រាន់តែតម្លៃដែលជួលគេមកធ្វើហ្នឹងវារាប់ម៉ឺនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម៉ឺនដែរយើងមើលវត្តត្រៃរតនារាមហ្នឹងធំណាស់ហើយគេដាក់ floor ដាក់ឡើងស្អាតចាហើយប៉ុន្តែអត់តន់ហោចឡើយអត់តន់ហោចទេហើយវានៅក្នុងហ្នឹងគឺថាការចំណាយហ្នឹងវាច្រើនណាស់វាខ្ទង់10000ជាគ្រាន់ទិញឈើទិញឈើឡើងជាង10000ណាហើយយើងជួគេវិញការចំណាយហ្នឹងគឺថាបានមួយចំនួនហើយគឺបានបង់ឲ្យគេប្រហែលជា7 8000ហើយមិនដឹងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះត្រូវការថវិកាថែមទៀតដើម្បីបំពេដើម្បីបង់ឲ្យអស់ណាដើម្បីបង់ថ្លៃទិញឈើនឹងអស់អញ្ចឹងវាមានហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរក៏យើងចង់សុំឲ្យទស្សនិកជនរបស់យើងទស្សនិកជនរបស់យើងដែលមានអំណងចង់ជួយធ្វើវិភាគទានដើម្បីជួសជុលវត្តហ្នឹងគឺថាគាត់អាចតាក់ទងមកខាងយើងឬមួយក៏ទៅវត្តតាក់ទងជាមួយនឹងលោកព្រះសង្ឃផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយសូមអញ្ជើញមើលដូចតទៅបាទទស្សនាដូចតទៅបាទអ
อดไปยี่อะไรนั่งตีនៅសកម្មភាពខ្លះខ្លះនៃការជួសជុលវត្តត្រៃរតនារាមបាទហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាប្រហែលជា 80% 80ទៅ 90% ហ្នឹងគឺហើយហើយហ្នឹងហើយនៅសល់ប្រហែលជា 10% ឯទៀតនៅបន្ទប់ខាងនោះខាងបន្ទប់តូចណាបាទហើយនៅកន្លែងចិត្តបន្ទប់ទឹកហ្នឹងគេដាក់ថាលគេកំពុងតែធ្វើមិនសមមិនហ្នឹងខ្ញុំទៅគឺគេកំពុងតែធ្វើនៅហ្នឹងប្រហែលជាថ្ងៃនេះគេធ្វើហើយតាមមើលអត់មែន bathroom ទេយើងមិនអាចដាក់ថាលនៅខាងមុខ bathroom នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងហើយបន្ទប់ទឹកហ្នឹងអត់ទាន់ធ្វើទេយើងមិនអាចមានថវិកាធ្វើអ្វីទាំងអស់បានទេ